chia sẻ với mọi người một cái bí quyết truyền thống nha, rất là hay. Đó là cái cách mà mình bảo quản một số thứ ở dưới cát á, nó không bị nảy mầm và để được rất là lâu, để được vài tháng không nảy mầm á. Mọi người thấy là đây mình dùng cái thùng sơn ha, đó thùng sơn này nè. À, mình sẽ cho rất là cho là ở dưới đây là có khoai lang ha, rồi có cà rốt, có khoai tây. Mọi người thấy là khoai lang đây này là mình chôn dưới cát ha, bảo quản được, nhất là trong cái mùa dịch này. Rồi củ gừng, gừng gừng vàng. Gừng này nếu như mình để ở ngoài á, là nó sẽ bị nảy mầm rất là nhanh. Hoặc là nếu như mình để trong tủ lạnh á, thì thứ nhất tốn điện, thứ hai là nó cũng hư. Còn nếu mà mình để ở chôn ở dưới cát á, để được rất là lâu. Mọi người ai cũng có thể làm được. Lưu ý là cái cát này á, là mình phải phải phơi nắng thật là khô nha, cho cái độ ẩm của nó là dường như là độ ẩm là nó không đạt được 0% nhưng mà nó cũng gần gần như vậy. Phải phơi rất là khô rồi sau đó mình sẽ chôn, chôn chôn hết, lắp cát lên gừng, lắp hết ha. Nó lại hở cái khoai lang ra này, khoai lang Nhật á, không nảy mầm. Và cà rốt nữa, mình chôn 1 tháng nó cũng không bị sao luôn. Còn cà rốt để ngoài là 1 tuần nó héo, bỏ tủ lạnh thì 1 tháng nó cũng hư. Mình đổ thêm cát vô đó. Đây là cái bí quyết này, là cái bí quyết này là bí quyết truyền thống của ông bà ngày xưa á, là dấu vàng á. Là sử dụng cái chiều chuyện cái chuyện cái chiều này rất là hay nha. Đó mọi người, rồi xong là mình đậy nắp lại, lấy cái nắp thùng sơn á, nó mình đậy lại, đậy nhẹ thôi, nãy đập mạnh tay quá nay mai không mở được. Rồi thế là xong ha. Rồi cảm ơn mọi người, nếu mà mọi người thấy video hay thì hãy làm theo để mình kiếm cách mình bảo quản nha, không cần phải tốn điện luôn. Rồi chào mọi người.